Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Chào, mình chào tiếng dân tộc Khmer là gì chị? Bana. À, ba bô lột. Trời ơi, sao em nặng vậy trời. Tiếng dân tộc Bana là gì chị? Mai. Đây mọi người ơi, thì hôm nay thì đây là cái khoảnh khắc này là Nga làm riêng cái clip này cho chị Siêu Black. Tại vì khi mà Nga lên tới đây á, Nga thấy cái cuộc sống, đời sống ở đây á, một người nghệ sĩ á, sau khi mà cái bóng hào quang người ta trở về với cuộc sống hàng ngày á, thì Nga thấy nó có nhiều cái điều nó giản dị mà nó đáng yêu vô cùng mọi người. Thì là đi với cái chỉ là vừa ăn, vừa chơi, vừa nhậu nhẹt, vừa xỉn say, vừa review hết tất cả xung quanh nơi đây gia đình của chị, thì là Nga năn nỉ chị là phải lập kênh YouTube. Thì là Nga muốn là cái clip này thì là giống như là mở trang đầu cho là cái sự kiện chị Siêu để lập kênh YouTube. Chị muốn lập kênh YouTube tên gì? Chắc chị lấy tên cháu nội chị đi. Ủa sao kỳ vậy? Cho nó hên. Không, chị phải lấy tên Siêu Black, tên của chị cơ. Ok, cũng được. Nói chung tại vì chị nghĩ tên Siêu Black có người không thích, có người thì thích. Không, thích. Tất cả khán giả văn yêu thương chị mà cái tên nó dễ nhớ nữa. Ok, thì sau này mà kênh mạnh là chị làm cho kênh cháu nội, cháu ngoại. Ông có nội, có ngoại gì làm hết. Cả gia đình làm kênh YouTube. Okay. Vẫn là tên Siêu Black. Yeah mọi người. Siêu Black mà Siêu Black gì? Siêu Black gì đó, chị phải để tên gì đó. Siêu Black đời sống hàng ngày. Hàng ngày. Yeah. Siêu Black đời sống hàng ngày tại công tâm. Yeah, hay á. Thì chị nói lời gì đi để cho mọi người theo dõi kênh của chị. Nói chung là rất là nhiều người khuyến khích cho Siêu Black làm một cái kênh YouTube riêng cho mình, nhưng mà Siêu Black rất là ngại. Tại vì cuộc sống mình nó quá đơn giản đi, nên như là Siêu Black nghĩ rằng là mấy cái đó thì ở đâu nó cũng có, mà riêng mình thì lại không thích phô trương nhiều cho bản thân mình. Nhưng mà sau khi qua gặp Nga thì chị mấy mạnh dạn, ô nuôi heo đâu có phải là một cái tội đồ đâu. Chị nuôi heo để mình nuôi vịt đâu có phải là một cái gì đó nó xấu xa gì đâu, chị nghĩ là nó cũng rất là hay, cho nên là chị sẽ làm. Và chị mong là mọi người ủng hộ, tại vì Siêu Black chưa biết làm mấy cái này, thật sự là không biết luôn. Tụi em sẽ bắt đầu tư vấn dần dần cho chị, nhất là Nhật là cũng rất là giỏi về công nghệ nè. Em thì thật sự là em cũng quay vậy thôi chứ em không biết gì luôn đó chị. Nhưng mà mình sẽ có một cái ekip họ hỗ trợ cho mình. Còn nếu mà chị không có làm được về mặt dàn dựng đó, thì chị gửi cho một cái trang nào đó, họ sẽ hỗ trợ, họ giúp cho chị mở cái kênh và họ sẽ giúp cho chị dựng edit clip. Còn nếu mà chị giỏi hơn nữa thì chị tự làm tạo trang cho mình luôn và chị tự thu nhập. Cái đó chắc chị không biết rồi đó, chắc chị phải nhờ rồi đó. Tại vì chị thật sự là chị rất là dốt mấy cái này, phải dùng cái từ dốt luôn, tại vì chị cầm điện thoại chị bấm nghe hết. Chị không biết làm gì hết, không biết live stream luôn. Chị còn thu cái con bé mà con của Nam Phương, cái con 7 tuổi đó, chị thu. Ủa, con đến giờ nó giỏi lắm chị. Nó cầm điện thoại nó tự quay rồi nó tự hết lên TikTok này kia vậy hả. Nó cho chị coi, chị cũng có giữ trong máy chị mấy chị cái. Không biết gì luôn đó, chị không biết mà nó làm hết. Nói chung là nghệ sĩ thế hệ trước là cũng nhiều người không biết công nghệ. Nghệ sĩ ngày nay thì em cũng thuộc dạng là đời trước một chút, nhưng mà may quá là công nghệ nó cũng có cứu em, nó có nhìn em chút xíu, em biết chút sơ sơ thôi. Thì mọi người ơi, đây là một cái clip coi như là mở màn cho cái trang YouTube của chị Siêu Black, cuộc sống đời thường tại Kon Tum. Mọi người nhớ đón xem nha. Nga biết là nếu mà làm cái kênh này rồi á thì là mọi người sẽ có nhiều cái để xem lắm, tại cái đời sống trên này nó quá nhiều cái mà thú vị luôn. Chúng ta sống đơn giản nhưng mà chúng ta chạm trái tim của mình tới trái tim của khán giả là ok rồi. Đâu phải xa hoa là có nghĩa là mình sẽ bắt được trend hay là mình sẽ được mọi người yêu thương đâu chị. Đôi lúc xa hoa người ta còn mỉa mai mình xa hoa không tới. Ơi, cả nhà ơi, nhớ subscribe, ấn nút cho cái trang của chị Siêu Black nha mọi người. Để chị có một cái kênh và Nga muốn là chị ở đây là để mà vừa khuây khỏa nè, vừa giải trí nè, vừa có cái gì đó đó cuộc sống hàng ngày và để chỉ bớt trầm cảm lại, để giống như là cho mọi người biết cái đời sống ở trên Kon Tum này nó như thế nào. Rất là hay. Hàng ngày á, em nói chị nghe, chị chỉ còn lên chị nói tiếng dân tộc thôi là người ta cười bò rồi. Chỉ còn nói tiếng dân tộc thôi, cả nhà chị nói tiếng dân tộc rồi Nga mắc cười muốn chết luôn mọi người ơi. Đó, đây cũng là một cây nhãn nữa nha mọi người. Đó, cây nhãn mà nuôi sống đời sống của chị Siêu Black sau những ngày khó khăn ở tại Sài Gòn, chị trở về đây đó mọi người. Thôi, thưa nha, bye bye nha. Siêu Black, bye bye.